Hà Lê xin trân trọng kính chào quý khán giả của Vietcow TV 57.13 tại miền Nam California và 16.2 tại miền Bắc California. Và thưa quý vị, trong chương trình Special Report ngày hôm nay, một lần nữa hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chào đón đến với bình luận gia Phạm Gia Đại có trong phòng thu âm ngày hôm nay. Trước hết thì chào bình luận gia Phạm Gia Đại trong ngày hôm nay. Xin chào chị Hạnh Lê và kính chào quý vị khán thính giả. Dạ thưa vâng, và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì chắc có lẽ rằng mọi người của chúng ta ai cũng chờ đón đến cái chương trình Special Report này. Và thưa bình luận gia Phạm Gia Đại, một trong những cái điều mà rất là nổi bật trong cái thời gian này đó là cái vấn đề của Ukraine. Thì hôm nay thì anh Lê thấy là bình luận gia nói rằng mình sẽ nói về cái cuộc chiến tại Ukraine và chỉ có mới khởi sự mà thôi. Chắc có lẽ là Lê sẽ mời bình luận gia bắt đầu với những cái điều thường lệ của chúng ta, đó là cái tình hình của Covid trên toàn thế giới hiện nay. Cảm ơn chị Hạnh Lê và kính thưa quý vị. Đúng vậy, cái sở dĩ chúng tôi dùng cái đề tài ngày hôm nay bởi vì như quý vị xin lỗi, như quý vị thấy là trên xin lỗi, không phải là bên châu Âu mà bên châu Mỹ, tất cả nơi là tràn ngập những tin tức về vấn đề Ukraine, nhất là thời gian gần đây khi mà Nga đã công nhận hai cái vùng lãnh thổ của Ukraine ở phía đông, đó là Luhansk và Donetsk, là cái vùng mà gọi là tự trị, là được người Nga gần như là bảo hộ ở đó đó. Và ông Putin cũng đưa quân Nga vào trong đó, thì nó đã dấy lên cái làn sóng lo ngại rằng cuộc chiến tại Ukraine đã bắt đầu. Cái cuộc chiến đã bắt đầu bởi vì lính Nga đã bắt đầu chính thức xâm nhập vào trong lãnh thổ của Ukraine rồi. Đây là cái mối quan tâm và người ta sẽ phải theo dõi xem cái tình hình nó đi tới đâu. Và là sự căng thẳng trên thế giới ở tại châu Âu mà bắt nguồn từ phía đông của Ukraine đó, nó sẽ như thế nào. Trước hết thưa quý vị, có một số những tin tức rất đáng chú ý về cái con virus CCP này, cũng như một số tin tức mà chúng ta cần để ý trước khi chúng ta đưa vào cái đề tài này. Cái trước hết đó là về virus mà Vũ Hán đó, thì trong cái tuần lễ qua chúng ta thấy một cái tin cũng vui một tí, là bởi vì cái sự mà lây nhiễm cũng như cái vấn đề mà nó tử vong trên thế giới nó có giảm xuống. Tức là từ ngày chúng tôi lấy trong 3 ngày liên tục là ngày 20, 21 và 22 tháng 2 năm nay, thì cái ngày 20 đó là chúng ta thấy là rất là mừng, là vì trên cái sơ đồ mà chúng ta có đó, nó chỉ có 5 nước trên 220 nước là có màu đỏ thôi, tức là có tử vong mới thôi. Còn tất cả là màu trắng hết. Đấy là một cái dấu hiệu tốt. Qua cái ngày 21, ngày sau đó thì nó coi lên tới 58 nước có màu đỏ, và cái ngày 22 tháng 2 thì nó lên tới 65 nước có màu đỏ. Và trên thế giới hiện tại bây giờ đó là cái con số tử vong trên thế giới, tổng số chúng ta đã biết rất là đáng buồn, là nó lên tới trên 5.900.000, nó cứ sắp sửa lên tới con số 6 triệu người tử vong trên thế giới rồi. Và nước Mỹ là cái nước bị nặng nhất, đã lên cái con số tới ngày 23 quý vị, ngày 23 tháng 2, con số mới nhất 23 tháng 2 đó là 963.371 người tử vong. Đấy là xong, nước Mỹ sắp sửa bước tới ngưỡng cửa của 1 triệu người tử vong với con Covid này. Đấy là cái tin mà chúng ta rất là đáng buồn, nhưng mà chúng ta vẫn phải theo dõi nó. Một cái tin nữa làm cho chúng ta phải để ý đó là ngoài cái thuốc uống, những cái thuốc trị bệnh về Covid ra, bây giờ nó có những cái gọi là thuốc mà xịt vô mũi đó quý vị, nó gọi là nasal spray đó, nó rất là hữu hiệu, nhưng không hiểu tại sao chưa được áp dụng, chưa được tung ra thị trường cho chúng ta sử dụng. Đó là một cái mà chúng ta đang cần. Thì bà dân biểu, nữ dân biểu Cộng hòa Nancy Mace, bà đã nêu câu hỏi này đối với lại cái bộ nhân dụng cũng như là y tế, nó gọi là Health and Human Services Department, là HHS của Mỹ đó. Câu hỏi công mà Secretary là cái ông Xavier Becerra này, tại sao không cho chúng tôi sử dụng cái đó. Và bà đã gửi một cái lá thư lên chính thức yêu cầu chính phủ Mỹ qua cái bộ y tế này trả lời câu hỏi đó, để chúng ta có được cái mà nasal spray nó rất là tốt, giống như chúng ta xịt về trị cảm cúm đó. Nên cái này tại sao mà chúng ta hay xài cái nasal spray rất là nhiều anh. Đấy. Tại vì nhiều khi mình bị allergy mình cũng đó, hay xài lắm, nhưng mà bây giờ thì cái nasal spray đó nó lại được xịt để mà mình chống virus. Rất hữu hiệu. Nhưng mà tại sao có rất nhiều cái rất hữu hiệu mà vẫn không được sử dụng? Và phải có toa bác sĩ là chúng ta không hiểu được.
Thì đấy là cái mà chúng tôi vẫn đang theo dõi để xem nếu chúng ta có được những cái thuốc như là ivermectin chúng tôi trình bày rồi, hay là hydroxychloroquine cộng với lại Z-Pak, và đồng thời bây giờ có thêm cái nasal spray này, thì chúng ta không có sợ gì con COVID này nữa, phải không quý vị? Nhưng mà nó có một vài cái tin nữa chúng ta cần biết là cái tình hình cướp bóc tại Mỹ nói chung và tại California nói riêng nó lên rất là cao. Tình hình cướp bóc này đã làm cho người ta rất ư là e ngại, người ta rất ư là sợ hãi khi phải đi ra đường, nhất là phụ nữ vào ban đêm. Theo một cái thống kê cho biết là trong cái năm vừa qua đó, tổng số mà cướp bóc, những cướp bóc nhỏ lên cướp bóc lớn, tổng số lại đã làm cho cái những cửa hàng của Mỹ, tại Mỹ ở đây đã bị thiệt hại lên tới 30 tỷ đô la. Và người ta tính rằng là cứ mỗi 1 tỷ đô la hàng mà bán ra ngoài đó là có tới 720 ngàn đồng đã bị cướp đi từ trên cái số 1 tỷ đó. Cho nên cái con số này làm cho tôi dấy lên một cái sự lo ngại rằng là tại sao lại để ra như thế, mà tôi cướp đấy có tổ chức. Và họ không có sợ gì hết, bởi vì nếu mà mỗi lần cướp dưới 1.000 đồng thì là coi như là tất cả là coi như là hồi tiền, không có ai làm gì, cảnh sát không làm gì hết. Mà cái dưới 1.000 đồng là không ai làm gì hết. Không. Họ có bắt ra cái là họ thả liền thôi, vì nó là misdemeanor, nó là cái lỗi nhỏ mà chất bây giờ là defund police, nhiều nơi thiếu cảnh sát. Thanh cảnh sát không đủ người để mà giải quyết những chuyện nhỏ như thế. Cái tình trạng mà cướp bóc á, mình làm ra biết là ở dưới San Jose của mình xảy ra hầu như là vâng, miền Bắc bị nhiều lắm. Thì rất nhiều, và Hà Lê mới coi cái một cái chương trình ở miền Nam của mình đó, thì ở khu vực Little Sài Gòn của chúng ta lại đang có cái tình trạng mà cướp bóc này xảy ra. Ở Little Sài Gòn đây rất nhiều nhà bạn chúng tôi cũng bị, nó là để có chậu cây kiểng ở chung quanh nhà nó lấy hết. Và trên Bắc Cali tại San Jose vừa có một người bạn trên đó vừa nói cho biết rằng là một cái tiệm phở trên đó bị cướp 4 lần. Họ vô họ cướp lấy tiền công khai giữa ban ngày, đấy là cái điều mà chúng ta đáng buồn về đất nước mà bây giờ nó xảy ra cái chuyện nó không hay đến như vậy. Và trước cái tình hình này đó thì người ta có phỏng vấn cái bà mà gọi là phát ngôn viên tòa Bạch Ốc đó, bà Jen Psaki đó. Thì khi phỏng vấn đó thì cái hiệp hội mà lớn nhất của cảnh sát hiện tại bây giờ nó gọi là The Fraternal Order of Police đó, thì đã chỉ trích bà này, vì bà này bà ấy đã có vẻ như là bà ngạo mạn về cái vụ mà tội ác gia tăng đó. Bà ấy, và họ nói rằng bà không có thể nào bà nói bà là mình chúng ta làm ngơ cái chuyện đó, hoặc là chúng ta cười cho nó qua đi thôi. Cho nên cái hiệp hội cảnh sát này họ chỉ trích bà ấy dữ lắm, nói rằng là bà ấy được ở trong tòa Bạch Ốc là cái nơi cái pháo đài vững chắc nhất như nước Mỹ, bà không sợ gì hết á, nhưng người dân, cái tính mạng người dân bây giờ đang nguy hiểm. Dạ đúng như đó vậy. Là cái việc mình như vậy. Mình đi ra đường mình cũng sợ lắm anh Đại, giống như ngày hôm trước nữa là Hành Lê mới nghe cái tin tức mà Little Sài Gòn của mình về nhiều cái cướp giật. Thì là cái ngày hôm qua khi mà mình đi ăn á, cái tự nhiên mình cứ phải rờ tới cái túi của mình á, giống như là cái bóp thì phụ nữ đúng ai cũng vậy. Đeo hết, cái tự nhiên mình có cái cảm giác là không có xếp nữa. Nó không đó là xếp. Cái điều rất là đáng buồn. Đó là cái mà chúng ta lấy làm buồn. Và cũng có mấy cái tin nhỏ nhỏ cho chúng mà quý vị cần biết, đó là như chúng tôi nói là cái cuộc điều tra của ông John Durham đó, là cái ông mà công tố viên đặc biệt về vấn đề mà tìm xem ông Trump có liên lạc với Nga hay không, thì bây giờ đã tìm ra rằng không phải ông Trump liên lạc với Nga, mà bây giờ chính là bà Hillary Clinton, bà đã mướn người, mướn cái luật sư đó để mà hacking vào trong cái Trump Tower của ông Trump trong khi đang tranh cử. Và khi ông vào trong tòa Bạch Ốc rồi đó, khi mới vào tòa Bạch Ốc năm 2017 đó, thì là cái ông lawyer này được thuê này, ông hacking vào trong tòa Bạch Ốc luôn. Thành đây là cái vụ đang nổ rất là lớn và ta đang xem nó đi tới đâu. Vì như ông Ted Cruz đó, là ông ấy là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bên Texas, ông nói rằng nếu đây là cái sự thật thì việc này nó nổ lớn lắm, nó lớn hơn cả Watergate cái thời ông Richard Nixon nữa. Richard Nixon chỉ là nghe lén thôi, nghe lén của đảng Dân Chủ thôi, mà ông ấy đã phải từ chức và bao nhiêu người đi vô tù. Cho nên nếu bây giờ cái vụ này của ông John Durham mà ông tìm ra, đưa ra ánh sáng thì có nhiều người sẽ phải đi vô tù. Đấy là theo ông Ted Cruz ông nói cái đó. Và cùng đi với đó có một cuốn sách rất là đáng đọc quý vị. Chúng ta đã có trên tay cuốn sách đó rồi. Cuốn sách đó là Red Handed. Chúng tôi cũng có hình ảnh ở đây đó. Là cái cuốn sách Red Handed đó, là nó nói rằng là bắt quả tang là những cái người Mỹ ưu tú đã làm giàu như thế nào bằng cách giúp cho Trung Cộng
thắng lợi. Cái tên cuốn sách là Red-Handed, là How American Elites Get Rich Helping China Win, của ông Peter Schweizer. Và ông này đã được các đài phỏng vấn rất là nhiều gần đây đã đưa ra những cái tin rất là động trời rằng sở dĩ China ngày nay mà vượt lên đứng hàng thứ nhì và sắp sửa đứng hàng thứ nhất vượt qua Mỹ ấy, là chính là nhờ những cái elite của Mỹ bây giờ đang giúp cho China như vậy. Đã giúp bằng cách China đã tung tiền ra mua tất cả những cái giáo sư đại học, những cái nhà bác học của Mỹ trong tất cả các ngành nghề và đưa những người về để mà làm cho China. Ngay cả cái con virus Vũ Hán bây giờ là cũng có tiếp tay của những cái giáo sư đại học đó nữa. Đó là cái điều chúng ta đáng buồn, là vì họ đã sử dụng tiền, họ cứ ngồi một chỗ thôi, sử dụng tiền họ lấy tất cả nhân tài của Mỹ về phục vụ cho Bắc Kinh. Đấy là điều chúng ta mà thấy nó rất là buồn khi mà phải nói tới cái điều mà nước Mỹ bây giờ ông công tố viên ông đưa ra như thế. Bây giờ cuốn sách mà Red-Handed nó vừa mới được xuất bản ngày 25 tây tháng giêng vừa qua, và chúng ta đã có trên tay cái cuốn sách đó, và chúng ta sẽ xem và sẽ trình bày với quý vị về cuốn sách này trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên đó là có một tin nữa chúng ta cần theo dõi, đó là chúng ta đã biết rằng những cái nó gọi là truck convoys, những cái biểu tình phản đối của những người lái xe tải ở bên Ottawa, bên Canada đó, nó đã nổ bùng ra. Và cái nổ bùng đó ra cuối cùng người ta phải rút lui là bởi vì ông Trudeau, tổng thống bên Canada đó, ông đã ra cái lệnh rằng là tình trạng cái tình trạng emergency khẩn trương. Và với cái tình trạng đó, ông có quyền ông đàn áp những người biểu tình. Và khi ông đàn áp những người biểu tình đó thì họ nghĩ rằng là không lý gì mà họ lại đem thân họ ra để họ chịu như thế nữa, cho nên họ nói là họ sẽ rút lui. Tuy nhiên cái tiếng vang của họ bây giờ nó đã vang vọng qua tới Hoa Kỳ rồi. Và cái ngày 23 tây hôm nay đó, chúng ta biết rằng là đang có những khởi sự cho tới ngày 25 tây, là những cái truckers, những người lái xe tải ở trên nước Mỹ đó, bắt đầu cũng đã đi từ Pennsylvania về Washington, và cũng bắt đầu đi từ Los Angeles, California, bắt đầu khởi hành để mà đi xuyên bang, đi về Washington để mà biểu tình. Và trước tình hình đó là bây giờ là bên Đảng Dân Chủ, vì họ nhìn thấy rằng phải gọi tới cái vệ binh quốc gia để bảo vệ, vì họ sợ sẽ xảy ra những cái vụ như là năm mùng 6. Hàng trăm chiếc đấy là khởi đầu đó. Bởi vì bên Canada đó là khi mà giải tán rồi vẫn còn 400 chiếc tại chỗ. Và nhưng mà họ nói lên cái điều gì? Họ nói rằng đây là dân chủ, người dân làm chủ, và chúng tôi muốn cái gì chúng tôi làm, chứ không bắt người dân làm cái gì mà họ không có muốn. Cho nên chúng ta đã trình bày rằng dân chủ nó có những cái nét son mà chúng tôi rất quý trọng. Thí dụ như là ông Trudeau ông nói là chính phủ bên Canada nói rằng là những người trucker đó là đi đó thì những người dân không được đem những bình xăng màu đỏ đến tiếp tế cho họ. Nhưng mà khi mà ông nói như thế xong thì tất cả người dân nó xuống đường với bình xăng màu đỏ hết. Nhưng mà bình xăng màu đỏ chống, nó đi biểu tình đó bằng bình xăng màu đỏ để chứng tỏ là ông không thể ra lệnh cho chúng tôi làm cái điều như thế được. Chúng tôi muốn làm gì chúng tôi làm, chúng tôi muốn yểm trợ hoặc là yểm trợ. Nhưng mà những có nghĩa tin chúng ta thấy sở dĩ chống ông Trudeau bên đó là vì ông ta đi tới vấn đề độc tài. Và ông ta có nhiều sai lầm về kinh tế. Cũng như bên đó có một cái nữ nhân viên đó, chỉ làm việc đồng lương rất là thấp, đồng lương tối thiểu thôi. Và chị đã gửi tiền $50 để ủng hộ những người trucker đó, là cái ngân hàng của chị bị đóng cửa, cái account đó bị đóng lại. Thành ra bảo đây là những cái việc làm nó độc tài quá, và nó chỉ làm hại cho nền dân chủ, chứ không phải làm cho tốt cho nền dân chủ đâu. Đấy là một cái số tin mà chúng ta lược sơ qua để chúng ta nhìn thấy rằng nó có một số những cái điểm mà chúng ta cần để ý trước khi chúng ta đi vào trong cái đề tài hôm nay. Và cái cuộc mà biểu tình bằng những cái đoàn xe truck đó, nó đã bắt đầu tại Hoa Kỳ rồi, thưa quý vị. Chúng ta sẽ xem nó sẽ đi tới đâu. Tuy nhiên đó, là với một cái đề tài ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn nói về tình hình của Ukraine đó. Tại vì nó rất là nguy hiểm. Bây giờ nó đang đi tới cái bờ vực nguy hiểm của chiến tranh. Bởi vì là quân đội của Nga đó đã chính thức bước vào đóng trong lãnh thổ của Ukraine rồi. Từ ngày 21, tức là ngày thứ hai vừa qua đó, là nó có một cái biến cố. Trước kia đó, chúng ta cái tuần lễ trước chúng ta nghĩ rằng là
Ông Putin đó, ông chỉ cho tập trận thôi, một trên 100 rồi tới 100 ngàn, 130 ngàn tới 150 ngàn quân tục trận ở trên cái nước Belarus phía bắc của Ukraine đó. Thì người ta nghĩ đó chỉ là cuộc tập trận thôi. Nhưng mà đến khi mà cái ông tổng thư ký của cái lực lượng NATO đó, ông mới nhìn vào, ông mới thấy rằng đây không phải là cuộc tập trận bình thường. Bởi vì tập trận bình thường đâu cần phải đem tới những cái vũ khí mà người ta gọi là tối tân đến như thế. Và đồng thời phải đem tới cả những cái bịch máu để mà sang máu cho khi mà bị thương đó. Thì phải có chiến tranh mới cần những bịch máu đó, mới chuẩn bị những cái đó, đúng không? Ngoài ra cái đó thì khi người ta đang nghi ngờ cái chuyện đó thôi, thì ngày 21 tháng 2 vừa qua là ông Putin ông tuyên bố rằng là ông công nhận sự độc lập của hai cái vùng lãnh thổ phía đông của Ukraine là Luhansk và Donetsk. Hai vùng này nó nằm trong cái vùng, nó giống như là một cái tiểu bang lớn của Ukraine, nằm ở bên sườn phía đông của Ukraine và phía tây của Nga đó. Là cái vùng đó nó gọi là Donbass. Cái vùng Donbass này bây giờ trong những thời năm qua nó vẫn là cái nơi giao chiến giữa bên những cái thành phần ly khai theo Nga ở đó và với chính phủ Ukraine. Thì khi mà người dân ở đó bây giờ họ rất là khổ, vẫn đang bị bom đạn thường xuyên ở đó và giao tranh thường xuyên. Nhưng mà vùng mà Luhansk và cũng Donetsk này nó chỉ chiếm khoảng chừng được 1/3 của cái vùng Donbass thôi. Và bây giờ cái mục tiêu của ông Putin đó là ông muốn không phải là chỉ công nhận hai cái vùng đó là vùng tự trị độc lập riêng, ông đưa quân đội vào trong đóng để ông nói là giữ hòa bình. Ông đã giữ hòa bình ở đó. Nhưng mà thực sự là ông đang muốn nắm hết cả cái vùng lớn, rộng lớn Donbass đó. Thì tất cả cái này đó, thưa quý vị, nó có cái nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Và chúng ta nghe hai cái diễn văn để chúng ta xem cái tình hình đi theo đâu. Diễn văn thứ nhất là của ông Putin. Diễn văn ngày 21 tây, ngay 21 tây tháng 2. Ông đã có một diễn văn với toàn dân Nga để ông giải thích tình hình tại sao nó như thế. Và diễn văn thứ nhì ngày 22 tây của ông Biden ở bên này. Hai diễn văn chúng ta xem, hai diễn văn đầu tiên nhìn thấy tình hình ở đâu, chúng ta nhìn thấy cái thế mạnh, thế yếu của hai người lãnh đạo của hai nước. Diễn văn của ông Putin rất là mạnh mẽ. Ông đưa ra cái chứng cứ để cho thấy tại sao tôi phải làm như thế. Nhưng diễn văn của ông Biden chỉ nói rằng là ông này đã đi vô như thế và có hành động xâm lược như thế và Mỹ sẽ là có cái cấm vận. Nguyên diễn văn nó chỉ có thế thôi. Nó không có một cái gì mạnh bạo, cho nên chính bây giờ ông Biden đang bị áp lực của cả hai bên đảng, lưỡng đảng để áp lực ông rằng phải làm áp lực mạnh hơn nữa. Mình cũng có thể nói mình cấm vận như thế được. Và nếu mà cấm vận nhẹ quá đó, Nga đâu có sợ. Ông bảo cấm vận gì, chúng ta ngạc nhiên vô cùng khi nghe ông nói rằng ông cấm vận hai cái vùng đó. Hai vùng nó tội tình gì là mà cấm vận nó. Cái người Nga, cái ông Putin là cái người mà ông ấy đem quân vô cấm vận ông ấy chứ, tại sao đi cấm vận hai cái vùng đó? Người dân ta đã khổ rồi, bây giờ là còn cấm vận người ta. Đó là cái điều mà vô cùng ngạc nhiên khi chúng ta thấy ông Biden nói như thế. Mà một điều nữa mà chúng ta ở đây chúng ta thấy cũng phải trình bày với quý vị đây là như thế này đó. Từ ông Biden cho tới cái ông Bộ trưởng Quốc phòng á, cho tới cái bà mà nữ đại sứ da đen của Mỹ ở tại Liên Hợp Quốc, họ đều nói những câu nói mà rất là ba phải. Tôi xin nêu ra ba câu nói của ba người đó. Quý vị nhìn thấy là họ có phải là người đứng lãnh vực mà đang lãnh đạo các cái lãnh vực quốc gia, Bộ Quốc phòng và tại Liên Hợp Quốc hay không? Cái bà mà nữ da đen, sử dụng tôi nói nữ da đen ở đây là bởi vì thời ông Biden lên, ông ấy promote những người da đen rất là nhiều. Điều này là chính ông làm cái đó là ông đã đi vào sự kỳ thị rồi. Ông ấy muốn rằng là đưa thật nhiều người da đen vô để cho người thấy là mình không kỳ thị da đen, nhưng chính hành động đó là hành động là kỳ thị, là racial. Thì bà này bà nói sao quý vị? Bà nói rằng cái hành động của Nga mà lấn vào Ukraine đó là hành động vô lý, nonsense. Ai cũng biết nó là nonsense. Nhưng mà bây giờ mình phải làm gì với nonsense đây chứ? Bây giờ ông Bộ trưởng Quốc phòng là người đứng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng đó mà ông ấy nói á, thì ông nói thế nào quý vị? Ông nói rằng thì là chúng ta theo dõi sát cái tình hình ở đó và đồng thời chúng ta sẽ
ông nói như, giống như thể là đây là một cái hành động không thể chấp nhận được, hay là một cái gì đó ông nói cho nó qua đường đi thôi, không có gì là mạnh mẽ cả. Còn riêng ông Biden ông nói chúng ta mới mới làm lạ đó, là ông nói rằng là khi mà phóng viên hỏi ông là tình hình nó high risk, tức là nó nguy hiểm tại Ukraine, ông bảo high risk chứ, high risk là bởi vì Nga nó đem quân vô mà nó không đem quân ra, nó đem quân vô nó không đem ra quân ra, đó là high risk. Đó là những cái mà mẩu chuyện chúng tôi kể cho quý vị nghe rằng là đất nước chúng ta đang có những người lãnh đạo đang ở những cái vị trí đó, họ họ nói những cái đó, và bây giờ trước cái không có những cái hành động tương ứng với những không những cái việc làm của những cái đất nước khác, giống như là tổng thống của tổng thống Trump thì là sẽ khác liền. Cho nên là mình sẽ thấy cái sự khác biệt, nhưng mà Lê nghĩ rằng bình luận gia Phạm Gia Đại thấy là hầu như là ai cũng thấy được cái sự khác biệt của giữa hai cái người tổng thống trước kia và cũng như là bây giờ. Vâng. Tất cả những cái vấn đề mà tổng thống Joe Biden giải quyết cho tới hiện nay nó vẫn không có sáng sủa, nó vẫn không có cái gì gọi là mạnh mẽ để mà bảo vệ cho những người khác trên thế giới cũng như là nước Mỹ của mình. Người ta vẫn thường gọi là ông 45 và ông 46. Ông 45 là ông Trump, ông 46 là ông Biden. Dạ, vâng. Người ta nói giữa hai ông thì bây giờ đó là chính ông mà Tim Scott, là ông thượng nghị sĩ của cái đảng Cộng hòa đó, vừa phỏng vấn ông nói một câu như thế này quý vị. Ông bảo cho tới bây giờ không ai phủ nhận được là ông Trump vẫn là cái người tiếng nói mạnh mẽ nhất trong đảng Cộng hòa. Không ai chối bỏ được cái chuyện đó hết. Bởi vì sao? Ông chứng minh điều này. Mà chúng ta bây giờ chúng lật lại chúng ta nhìn, chúng ta mới thấy là chúng ta đã qua một thời gian huy hoàng rồi mà chúng ta không biết. Trong 4 năm đó, trong thời gian mà mới lên làm tổng thống đó, ông Trump đã đem lại việc làm thêm, tạo thêm 7 triệu việc làm. 7 triệu việc làm thì ông nhắm là dành cho những người da đen, dành cho những người Hispanic là người Mỹ, dành cho phụ nữ. Là ba cái thành phần yếu nhất trong đi tìm việc làm. Ông ưu tiên cho họ để họ có việc làm. Chứ những người mà giỏi, có bằng cấp họ đi kiếm thì dễ rồi. Đấy là cái ưu điểm của ông Trump mà bây giờ chúng ta không có nữa. Bây giờ đó là chúng ta nhìn thấy rằng ông Biden đó, ông không có chính sách gì cả. Chúng ta phải nói một điều là ông không có chính sách gì cả, hoặc là chính sách của ông là hứa nhưng không có làm. Thì trong những cái mà quý vị đặt lại trở lại những cái agenda mà tranh cử đó giữa ông Trump với ông Biden, quý vị nhìn xem, nó một trời một vực rồi. Ông Trump ông đưa ra điều gì là ông đã làm trong 4 năm qua, và ông Biden đưa ra điều gì đó thì bây giờ chúng ta nhìn trở lại ông không làm được cái điều gì mà ông đã hứa. Đấy là cái điều đáng buồn cho đất nước của chúng ta có một cái người lãnh đạo như vậy. Thành nhân bây giờ cái tình hình nó đi tới cái gì, tại sao ông Trump ông nói một câu như thế này mà phỏng vấn chúng tôi không nhịn cười được. Ông nói rằng là ông Putin đó, ông đã đánh hơi từ cách xa một dặm cái sự yếu kém của ông Biden rồi. Ông biết ông này yếu quá rồi, cách xa một dặm đã biết ông này yếu quá rồi. Bây giờ không có cơ hội. Xin lỗi, bây giờ không có cơ hội nào hơn bây giờ để mà chiếm Ukraine. Bởi vì rằng tại sao? 4 năm dưới thời ông Trump á, chúng ta nhìn thấy thế giới nó an bình, không có xảy ra chuyện gì được hết á. Trung Đông yên lành bởi vì ông Trump ông đã là hòa giải được Do Thái với một số nước trong vùng đó. Ông đã thuyết phục rằng là nên làm biến hợp tác với nhau về kinh tế tốt hơn là vấn đề về quân sự. Và ông đã thành công điều đó. Bắc Hàn nó rất là kính nể ông Trump, phải nói cái sự kính nể cho nên nó không có bắn một cái hỏa tiễn nào khác hết. Trung Cộng lui, phải ký cái phase 1 và sẽ tiếp tục còn bị lui nữa nếu ông Trump còn 4 năm ông được tái đắc cử. Nga nằm yên một chỗ, Nga không có quậy làm cái chuyện gì khác hết. Nhưng mà ông Trump vừa mới xuống một cái, mới trong năm đầu tiên của Biden thôi, chúng ta đi nhìn thấy tình hình thế giới bất ổn. Là bây giờ đã Bắc Hàn đã phóng một số hỏa tiễn rồi. Và những cái lần mà ông Biden ông muốn rằng là họp thượng đỉnh với lại gì với Bắc Hàn, đó Bắc Hàn nó tôi không muốn họp với ông. Nói thẳng như thế đó. Tức là họ không có coi cái người lãnh đạo là gọi là gì để mà họ phải họp, và đó là cái điều mà chúng ta mất mặt trước thế giới về ngoại giao. Bây giờ Nga đó là ông vừa mới lên chưa bao nhiêu một năm trời đó, Nga nó xua quân liền lập tức đi vô trong Ukraine, chiếm ngay hai cái vùng Luhansk và Donetsk liền. Đó là cái mà người ta nhìn thấy thế, và cái này người ta nói là nó chưa có chấm dứt.
Sở dĩ chúng tôi lấy cái đề tài ngày hôm nay nó chỉ mới gọi là khởi sự thôi. Bởi vì rằng ông Trump bây giờ ông nhận xét về ông Putin đó, ông nói rằng cha này rất là tài tình. Trong cái việc mà ông đã điều quân vô trong hai cái vùng này vào cái thời điểm này, cha này cha đã có những chiến thuật rất là tài tình để mà cha làm đưa những cái nước trong NATO châu Âu và đưa Hoa Kỳ vào cái thế sẽ từ từ phải chấp nhận và không phản đối được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, chúng tôi muốn mở ngoặc ra đây để cho quý vị hiểu rõ hơn về tình Ukraine đó. Trước hết chúng ta phải hiểu NATO là cơ quan thế nào, Minh ước Bắc Đại Tây Dương là cơ quan nào. Thứ hai, tình hình Ukraine từ xưa đến nay, lịch sử, bối cảnh lịch sử của nó ra sao. Thứ ba nữa, nước Nga thời Putin như thế nào. Và thứ tư nữa, nước Mỹ dưới thời ông Biden như thế nào. Và thứ năm nữa, châu Âu hiện tại bây giờ như thế nào. Những yếu tố đó chúng ta dàn nó trên mặt bàn, chúng ta nhìn, chúng ta hiểu được tình hình Ukraine tại sao nó xảy ra như vậy. Dạ, bây giờ là đầu tiên đó. Mình có nên thêm một chút xíu break không? Vâng. Thầy Lê xin chắc có lẽ là cho chúng tôi nghỉ giải lao một vài giây phút, và xin quý vị nhớ giữ làn sóng của Vietcom TV, thì chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 và sẽ đi vào những cái chi tiết tại sao mà bình luận gia Phạm Gia Đại lại nói là cái cuộc chiến của Ukraine là chỉ mới bắt đầu khởi sự mà thôi. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của Đài.